Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cắt ghép những đối tượng tiếp theo trong các giai đoạn để hoàn thiện tấm hình này. Các bạn bật hai tấm hình kèm theo. Bây giờ tôi chọn tấm hình này, giữ chặt chuột trái, thả lên trên này, giữ chặt chuột trái, thả xuống và bỏ tay ra. Tấm hình ở đằng sau. Bây giờ tôi cho tấm hình này lên trên cùng, trước là giờ chúng ta. Sau khi cho tấm hình này lên trên, các bạn có thể chọn một chế độ hòa trộn cho nó, tên là Screen. Thì các bạn thấy ngay những tấm hình này, những phần đèn nó bắt đầu chói sáng. Bây giờ chúng ta cùng nhau nhấn cần chân T trên bàn phím, giữ Shift kéo xuống. Screen chính là một chế độ hòa trộn giúp các bạn bỏ những phần nền đen, nó chỉ giữ lại những phần trắng như phần đen này mà thôi. Tôi có thể giữ Shift kéo vào vị trí này và đặt sao cho hợp lý nhất. Ví dụ đặt vào những vị trí này, để lại giả nhập những phần đèn này. Tôi Enter. Sau Enter xong, các bạn nhấn Alt trên bàn phím, chọn vào công cụ di chuyển và thấy khi nào xuất hiện hai mũi tên, tôi nhấn Alt này, các bạn nhìn vào vị trí đèn này này, hai mũi tên xuất hiện. Chúng ta chuột trái kéo qua này, chúng ta copy. Các bạn có thể giữ phím Shift để cho thẳng. Sau đó các bạn nhấn cần chân T trên bàn phím, chuột phải. Các bạn chọn Flip Horizontal, đối xứng qua trục dọc. Và tôi có thể cấy thêm một vài vị trí đèn ở đây nữa. Ví dụ như vậy, tôi Enter. Có thể chúng ta có thể cho to lên, cần chân T, nếu như muốn. Còn tôi sẽ cho nhỏ vừa phải này. Enter. Bên này cũng vậy. Và kéo này. Enter. Những phần thừa chúng ta không dùng, các bạn có thể bấm vào đây và bấm tiếp vào đây tạo play mask nữa. Chú ý phần màu trên đen, phần màu bên dưới chúng ta chọn màu trắng. Các bạn có thể nhấn phím D trên bàn phím để về vào mặc định trên trắng dưới đen. Phím X trên bàn phím để chúng ta đảo hai vùng màu này. Tôi chọn đen trên và chọn về công cụ Flip. Các bạn chuột phải vào, chọn mức mềm và kích cỡ có thể tăng lên. Sau khi tăng tôi Enter. Bây giờ chúng ta tẩy những phần không cần thiết. Nếu như bạn muốn cường độ tẩy mạnh hơn, chúng ta có thể tăng opacity này lên 100% và tẩy một lần thôi. Rất nhanh phải không nào? Tôi tăng nét lớn này. Tiếp tục tẩy bên này. Với bên này, chúng ta phải đứng ở layer trên và add some play mask nữa. Và tiếp tục tẩy. Hoàn toàn dễ dàng. Lần lượt tẩy hai bên này. Ở những phần này, các bạn thấy rằng khá cứng. Tôi vẫn dùng công cụ tẩy. Nhưng chúng ta giảm YC đi. Mờ thôi. Chúng ta tẩy mờ nhạt thôi. Chọn đúng layer này. Tẩy bỏ viền thôi. Không cần tẩy hết phần đèn. Rất nhanh, chúng ta đã tẩy khử những đối tượng này rồi. Chọn lên dưới và tẩy phần viền lên trên. Các bạn tẩy hết sức kỹ, càng kỹ bao nhiêu thì càng đẹp bấy nhiêu. Đừng để lại những viền cứng là được rồi. Thậm chí chúng ta có thể sao chép những vị trí đèn này. Tôi nhấn V trên bàn phím và chọn vị trí này. Tôi nhấn Ctrl Z để copy thêm đối tượng nữa. Nhấn V và kéo đối tượng này. Bước ở ngoài này có phần đèn nữa. Chúng ta có thể kéo đối tượng này lên trên này để lọc những phần không cần thiết. Ở đây, tôi chọn phần Lay Mask Plus 100 và tẩy những đối tượng này, giữ lại một phần đèn thôi. Ví dụ chúng ta sẽ chọn ánh đèn xa này. Tẩy ánh đèn gần. Ok. Các bạn về công cụ V và đặt đèn ở vị trí nào chúng ta muốn. Ví dụ ở xa, tôi nhấn cần chân T cho nhỏ lại. Ok. Và có thể tôi sao chép coin này một cái. Ở đây các bạn thấy rằng nếu như đèn ở đây vô lý quá, tôi chọn người ở đây. Chọn phần mask và tẩy đi. Nếu bạn nào thích để lại thì chúng ta để nguyên vị trí cũ. Ok. Các bạn có thể sao chép các đèn này. Đừng để nó song song.
nhìn trông rất giả. Chúng ta kéo vị trí này, cần chân tay bên phải đối xứng qua, enter. Có thể chúng ta cho lớn hơn một chút. Tương tự bên này, nếu như các bạn thấy có sự lặp lại, tôi xóa này đi và chọn này và chép tiếp vào đây cũng được. Cần chân tay cho nhỏ lại. Enter. Những phần nào thừa chúng ta có thể tẩy đi, chọn công cụ nữa trên màu đen, đứng ở bên layer mask này nha các bạn, đừng đứng nhầm bên này, chúng ta tẩy đi. Vậy là với cách này khá nhanh, chúng ta có các vị trí đèn khá lung linh rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau nhấn nhá một chút xíu nữa sao cho đẹp hơn.